Dạ xin được chào mừng quý cô chú và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em ha, kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Mọi người ơi, vừa rồi là em có đăng một cái video đi bão ở thành phố Nha Trang đó mọi người, và nhận được rất nhiều sự yêu thương từ quý vị khán giả ha. Và họ cũng đã liên hệ với em và hỏi rằng là ở thành phố Nha Trang có cái gì vui ở ban đêm đó mọi người. Thì bây giờ em sẽ làm một cái video này để mà giới thiệu đến mọi người, quý cô chú anh chị các bạn để cùng đón xem qua ha, thành phố Nha Trang và ban đêm có gì vui ha mọi người ha. Rồi bây giờ em xin giới thiệu là em đang đứng ở bãi biển của thành phố Nha Trang. Đây là một bãi cát ha mọi người, một bãi tắm. Đối với Nha Trang thì cái bãi tắm bằng cát này ha mọi người là trải dài hàng chục cây số lận. Và ban đêm thì những cái bãi tắm này là thu hút rất nhiều du khách và kể cả dân địa phương nữa ha mọi người. Họ có thể đi picnic và đi hóng mát, thậm chí là tắm biển ban đêm nữa mọi người ha. Em đang đứng ngay đoạn đường gần với công viên Yến Phi ha mọi người. Đây là một bãi tắm rất là đẹp. Bãi cát cũng khá là bằng phẳng chứ không có bị nhấp nhô ha. Buổi tối thì mọi người thấy là các bà con và các du khách tập trung vào đây đi picnic và hóng mát rất là nhiều. Ở đoạn đường này là có một cái trung tâm xét nghiệm y tế là Viện Pasteur đó mọi người, một cái viện rất là nổi tiếng của toàn quốc. Và trên đường biển đó mọi người thì có rất nhiều công viên và những cái lối đi bộ rất là đẹp, rất là rộng để mà dành cho những người có thể đi thể dục thể thao đó mọi người, rất là đẹp. Vừa đi vừa ngắm cảnh và có thể ngồi hóng mát luôn ha mọi người ha. Và trên cái cung đường này á, thì chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều các dịch vụ, ví dụ như là bán nước di động đó mọi người. Và trước mắt mọi người đó là một cái xe bán trà sữa đó, rất là hấp dẫn luôn, rất là bắt mắt, rất là đẹp. Và còn gì tuyệt vời hơn là khi chúng ta là đi hóng mát với người yêu hoặc là bạn bè đó mọi người, chúng ta có thể nhâm nhi một cốc trà sữa và nhìn đường phố xe chạy ha, và nghe tiếng sóng biển rì rào. Còn đây là đoạn đường Trần Phú ha mọi người, một con đường huyết mạch của thành phố Nha Trang. Bất kể là người dân địa phương hoặc là các du khách khi mà đến với Nha Trang của chúng ta là đều đi qua cái con đường này để mà trải nghiệm ha, một không khí rất là sôi động luôn. Vừa rồi đi bão mọi người còn nhớ đoạn đường này không ạ? Đoạn đường này thì lúc đi bão thì rất là đông, tuy nhiên thì những ngày thường cũng khá là đông luôn nha mọi người, chứ không hề thưa thớt đâu. Nha Trang mình là thành phố lên đèn rất là đẹp ha. Mọi người thấy là cái phía bên vỉa hè là lúc trước là có các cô các gì buôn bán những đồ ăn vặt khá là nhiều. Tuy nhiên thì hiện tại là đang bị cấm buôn bán đó mọi người. Dạ vâng, đây là cái nơi mà em đứng để mà quay phim hồi trước bữa đi bão đó mọi người. Và có một cái ông chú đánh trống cũng khá là hay và khá là nhiệt tình. Thì cũng có nhiều quý cô chú anh chị họ xem qua video này đó, họ cũng đã liên lạc với em để mà tìm thông tin của cái chú đánh trống đó mọi người. Và em sẽ cố gắng liên hệ với thông tin để mà là tìm chú để mà có một video tiếp ha mọi người. Và phía sau lưng em là mọi người ha, một cái tháp Trầm Hương. Cái này là biểu tượng đặc trưng riêng của thành phố Nha Trang. Tại vì mọi người biết không, là người ta nói là Khánh Hòa là xứ Trầm Hương đó, non xanh nước biếc người thương đi về. Đường Trần Phú hả mọi người, khá là đông. Cái đoạn đường này là tập trung rất nhiều các khách sạn đó mọi người, và những cái tụ điểm vui chơi rất là hay, rất là thích hợp cho giới trẻ luôn. Mọi người có thể đến đây và trải nghiệm ha. Còn đây là quảng trường 2 tháng 4 của thành phố Nha Trang. Một cái sân rất là rộng. Buổi tối thì cũng rất nhiều người để mà tập trung vào đây chụp hình những tấm ảnh selfie để làm kỷ niệm đó mọi người. Và nơi đây là có những người kinh doanh những cái dịch vụ như là cho thuê giày patin, ván trượt và bán những cái đồ chơi dành cho các trẻ em đó mọi người. Và đặc biệt là cái sân này để mà thả diều thì rất là hay, rất là thích luôn, còn gì bằng nữa.
đây là một cái bãi cát gần cái chỗ công viên bờ biển gần đội biệt thự ha mọi người, gần chỗ khu phố Tây đó. Thì hiện tại chúng ta thấy là trước mắt là có những bạn trẻ đang quay những clip TikTok đó mọi người, rất là hay ha. Ở Nha Trang thì rất là yên bình ha mọi người. Cho dù khi mình buồn nè, khi mình vui nè, và khi mình cảm thấy là chưa thỏa mãn một cái vấn đề nào đó trong cuộc sống đó mọi người, tất cả ai ai cũng đổ ra biển ha, nghe tiếng sóng biển nè, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh nè, là mọi thứ buồn phiền nó cũng tiêu tan đi hết đó mọi người. Khi chúng ta đi trên cái con đường mà đi bộ dành cho bờ biển đó mọi người ha, chúng ta rất dễ bắt gặp những cái hàng quán ăn vặt ha. Vâng, và đặc biệt là trên cái đoạn đường biển gần công viên bờ biển này ha mọi người, em xin giới thiệu đó mọi người, đó là khu vui chơi giải trí ăn uống ẩm thực, đó là Salin Club ha mọi người, một nơi rất là tuyệt vời dành cho giới trẻ. Nơi đây thì các bạn trẻ có thể tập trung lại và chiêu theo âm nhạc đó mọi người, rất là hay. Đây là Salin Club ha mọi người, một khu vực bãi biển với quán cà phê nước uống rất là ngon, và chúng ta có thể cảm nhận được không khí trong lành từ biển cả ha mọi người. Còn đây là nhà hàng phía bên trong khuôn viên của Salin Club ha. Nơi đây là khu phố Tây đó mọi người, rất nhiều các du khách Tây, du khách người nước ngoài đều tập trung vào đây để mà tận hưởng những cái giây phút du lịch đó mọi người ha. Trước mắt mọi người đó là con đường Trần Quang Khải ha, con đường nối liền với khu phố Tây ở trung tâm thành phố Nha Trang. Nơi đây cũng được ví như là quận 1 của thành phố Hồ Chí Minh đó mọi người. Thì đây là mặt tiền của câu lạc bộ Salin Club nè mọi người ha, một quán bar, một nơi vui chơi giải trí cũng rất là hay dành cho tất cả mọi lứa tuổi luôn, chứ không riêng gì cho trẻ đâu mọi người ha.
Vâng, và điểm đến tiếp theo em xin giới thiệu đến quý cô chú và các bạn, đó là một nơi vui chơi giải trí dành cho các bạn thích đam mê âm nhạc không mọi người. Một nơi rất là sôi động, đó là quán bar ha. Ở Nha Trang thì cuộc sống về đêm á, khi mà các bạn nào mà muốn giải trí, muốn sôi động thì hãy đến quán bar ngay đầu đường Trần Phú đó mọi người. Ở đó là có hai cái quán bar rất là nổi tiếng, đó là Paradise và Havana đó mọi người. Và đặc biệt là nơi đây có một quán cà phê, đó là cà phê bốn mùa đó mọi người, rất là đẹp. Là khách sạn Havana ha, một khách sạn cao 40 tầng, tọa lạc ngay trung tâm thành phố Nha Trang, sát bờ biển, rất là đẹp. Và giá phòng cũng phải chăng trong cái đợt dịch này đó mọi người. Và rất nhiều các du khách đã ở khách sạn này và feedback lại rất là tốt. Đây là Havana Club ha mọi người. Ở nơi đây là có một cái lối đi dưới hầm đường bộ đó mọi người. Có một cái lối đi dưới hầm là băng qua đoạn đường Trần Phú á, thì từ khách sạn thông ra ngoài đây luôn. Thì trước mắt mọi người đó là cái Paradise Club. À, đây là cái nơi mà vừa rồi là đi bảo là các cô gái xinh xắn của chúng ta đó mọi người, họ cổ vũ rất là nhiệt tình và hòa chung với dòng người đi bảo ha. À, phía sau có anh chàng kia đang vẫy chào mọi người. Rồi xin chào ha. Rồi đây ha mọi người, đây là Paradise Club. Bây giờ em sẽ ghi hình cận cảnh ở đây ha, cho là mọi người cùng xem qua. Trước mắt của chúng ta là các chàng trai cô gái rất là xinh xắn ha mọi người, rất là đẹp. Rồi tiếp theo em xin giới thiệu đến cô chú chị các bạn, đó là quán cà phê bốn mùa ha mọi người. Vào khung không gian ở đây thì chúng ta cảm thấy là một không gian rất là xanh, rất là mát. Buổi tối thì lung linh ánh đèn ha. Buổi tối thì ở đây có chơi nhạc DJ đó mọi người. Và khu vực ở trong khuôn viên nhà hàng á thì rất là thoải mái, rất là đẹp, rất là thoáng mát. Chất được những bữa tiệc sinh nhật liên hoan ha. Và phía bên ngoài biển đó mọi người, ngoài bãi biển thì họ làm một cái khu đó là Happy Beach đó, rất là vui. Và buổi tối là có những cái anh chàng DJ đó mọi người, rất là hay.
Dạ rồi, em đã giới thiệu sơ qua về thành phố Nha Trang và ban đêm đó mọi người. Rất là hay, rất là thú vị, một điểm đến rất đáng đến của mọi người ha. Nếu mọi người có điều kiện và có cơ hội thì hãy đến du lịch ở thành phố Nha Trang ha mọi người. Và em xin kết thúc video này tại đây. Nếu mọi người có yêu thương em thì hãy đăng ký kênh cho em và hãy like cho em ha mọi người ha. Rồi, chỉ với video này thì không thể nào lột tả hết được vẻ đẹp của thành phố Nha Trang đâu. Và mọi người hãy theo dõi kênh của em ha. Rồi em xin cảm ơn và chào tạm biệt. Xin cảm ơn ạ.